Thưa quý vị, sau một vài ngày thời tiết ấm dần và có nắng, từ chiều ngày 30 tháng 11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Nhưng phải tới ngày 1 tháng 12, cả khu vực miền Bắc mới cảm nhận rõ cái lạnh. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho đến 16 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 30 tháng 11, gió đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đợt rét này sẽ không mạnh và kéo dài như đợt rét vừa qua. Nhiệt độ thấp nhất dao động ở mức 13 đến 16 độ C, vùng núi từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Từ ngày 1 tháng 12, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Ở vùng biển phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh thấp, khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trước tình hình miền Bắc đang đối diện với đợt rét mới, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý các tỉnh miền Bắc, căn cứ trên nhiệt độ thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học. Khi nhiệt độ dưới 12 độ C, cần đưa trâu bò về chuồng, không để trâu bò cày kéo và chăn thả tự do.